bạn Đức bằng luật hấp dẫn bước số 1, làm bức tranh và ghi âm nghe thôi miên một ngày ít nhất là 3 lần, buổi sáng, vào thời điểm khi vừa thức dậy và buổi tối trước khi đi ngủ. Nếu như mà anh chị nào mình chưa có bài mẫu hoặc là chưa biết cách làm bức tranh thôi miên, có thể là tham gia vào đường link dưới avatar của Lan thì Lan sẽ gửi tặng bài mẫu cho anh chị. Bước số 2, hãy đến đứng tại mảnh đất của bạn đang ở và hãy nói lời cảm ơn như sau. Cảm ơn vì bạn đã phụng sự giúp cho tôi gia tăng tài sản. Bây giờ đã đến lúc thời điểm bạn cần cho mình đi tìm một người chủ mới để họ có thể giúp bạn gia tăng giá trị lớn hơn nữa. Biết ơn khách hàng, biết ơn người chủ mới của mảnh đất này, khi sở hữu bạn sẽ ăn nên làm ra, ngày càng phát triển thành công và thịnh vượng. Hãy nói với cảm xúc chân thành, yêu thương và biết ơn. Đức nó có năng lượng anh chị, và những lời mà anh chị nói ra thì đều mang một cái năng lượng tần số nhất định tới mảnh đất của anh chị, và từ đó theo luật hấp dẫn sẽ thuộc những người chủ họ cũng đang có nhu cầu và mong muốn sở hữu mảnh đất này. Bước số 3 đó chính là anh chị hãy liên tục hình dung tưởng tượng như thế là đã có người mong muốn và sở hữu cái mảnh đất của anh chị rồi, và họ đã mua cái mảnh đất của anh chị với cái giá mà anh chị mong muốn rồi, và anh chị hãy hành động tốt nhất có thể. Chính con đường đó vũ trụ sẽ mang tới những nguồn lực giúp cho anh chị có thể là bán được những cái bất động sản của mình nhanh chóng hơn. Lan xin chúc cho anh chị thành công nhé, và hãy follow kênh của Lan để có thể là học thêm nhiều video hướng dẫn cách ứng dụng luật hấp dẫn đạt mọi mục tiêu nhé. Lan xin chào.